Thưa quý vị và các bạn, ở trong nước khi dịch bệnh bùng phát giai đoạn đầu thì tình cảnh của nông sản cũng không khá khẩm hơn là bao. Tuy vậy, với sự giúp đỡ của nhiều chương trình kích cầu của các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế, người nông dân đã dần tạo được thói quen chuyển đổi số, thoát cảnh giải cứu vỉa hè nhiều năm nay và xa hơn là hướng đến mở rộng bảo hộ thương hiệu trên thị trường 4.0. Nông dân chuyển đổi số là chủ đề chính của Hashtag 247 ngày hôm nay. Mùa vải năm nay, bên cạnh phương thức bán hàng trực tiếp, bà con nông dân tại vùng vải Thanh Hà, Hải Dương đã đưa vải thiều lên các sàn thương mại điện tử. Việc đưa nông sản nói chung và vải thiều nói riêng lên sàn thương mại điện tử, một kênh phân phối bền vững cho sản phẩm đặc sản của các địa phương, bỏ qua nhiều khâu trung gian, khiến hàng đội giá, mất tươi vì lâu đến tay người dùng. Trong thời buổi công nghệ 4.0 này thì để mà tiếp cận với việc mà sản phẩm nông sản lên sàn, đấy là một việc rất là tốt và tôi hy vọng rằng là nó sẽ là một cái kênh tiêu thụ lớn cho cái hàng nông sản, không chỉ hàng trong nước mà còn hàng xuất khẩu nữa. Để giúp người trồng vải trên địa bàn huyện Thanh Hà có thể giới thiệu sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, Postmart, sàn thương mại điện tử đã có nhiều kinh nghiệm triển khai trong đợt giải cứu nông sản Hải Dương do Covid-19, đã cử các nhân viên bưu điện tỉnh Hải Dương đến từng hộ gia đình để tư vấn, hướng dẫn nông dân cách đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, từng bước tự vận hành gian hàng của mình hiệu quả. Nếu mà có đủ cái tiêu chuẩn để đưa sản phẩm lên sàn Postmart thì bưu điện cũng đã tiếp cận để những cái người dân này giới thiệu cái sản phẩm của mình trên gian hàng. Còn với sàn vỏ sò.vn, với chương trình hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, hỗ trợ thu mua, phân loại, vận chuyển trên hệ thống MyGo, Viettel Post, nhiều người dân tại các vùng miền đã thoát cảnh trắng tay khi nông sản đổ đồng, tiêu thụ chậm do dịch bệnh. Bên cạnh đó, sàn vỏ sò lựa chọn nông sản với xuất xứ rõ ràng, đạt chứng nhận OCOP, VietGAP, gắn mã QR code để người mua truy xuất và có thói quen mua, chọn nông sản online, không chỉ bằng niềm tin. Mua hàng qua đây thì cái phí giao hàng vận chuyển rất là rẻ, chỉ từ 10-20 nghìn mà thậm chí là ship luôn trong ngày. Mình có thể nhận hàng ngay sau khi đặt hàng, chỉ khoảng 6 tiếng thôi là mình đã nhận được hàng rồi. Là nước xuất khẩu gạo, chè, cà phê, hồ tiêu, tôm cá với sản lượng lớn nhất nhì thế giới, Việt Nam có hơn 90.000 thương hiệu Việt đăng ký bảo hộ. Những năm gần đây, nông sản Việt bắt đầu tiếp cận với thương mại điện tử thông qua trang mua bán quốc tế Amazon, Alibaba, nhưng con số vẫn rất khiêm tốn. Hơn 80% nông sản Việt vẫn bán ra bằng thương hiệu nước ngoài. Việc giúp người dân, thương hiệu Việt thay đổi phương thức buôn bán qua các sàn điện tử sẽ dần tạo thói quen mới, đưa nông sản Việt đến tay người dùng thế giới trực tiếp và nhanh chóng. Theo số liệu từ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, doanh thu từ thương mại điện tử ở Việt Nam liên tục tăng mạnh. Từ năm 2015 đến 2018, con số này đã tăng gấp đôi, đạt 185.000 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch mặt hàng nông sản chiếm đến 20%. Việt Nam có tỷ lệ người dùng Internet rất cao, hơn 69%, cùng với hơn 52 triệu thuê bao băng thông rộng, tạo nên tiền đề rộng mở để đưa nông sản Việt đến với người tiêu dùng bằng thương mại điện tử. Và chúng ta sẽ cùng tiếp nối Hashtag 247 ngày hôm nay với một tổng hợp sau đây. Trong 4 ngày, từ 24 đến 27 tháng 5, sàn thương mại điện tử này sẽ bán vải thiều Thanh Hà với giá 18.000 đồng 1 kg, cùng với 1.000 mã miễn phí vận chuyển. Đơn vị tính toán, 3 ngày, đơn vị sẽ bán được 12 tấn vải thiều cho địa phương. Đây là hướng đi mà sàn Cục Xúc Tiến Thương mại, Bộ Công Thương và địa phương tổ chức nhằm hỗ trợ địa phương có dịch như Hải Dương tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch bệnh. Chúng tôi đến với vải thiều Thanh Hà của Hải Dương với một tinh thần là xúc tiến thương mại và xây dựng kênh phân phối mới. Thì sau cái việc này, sau cái sản phẩm là vải thiều của Hải Dương, thì chúng tôi sẽ tiếp tục dấn thân và xúc tiến đưa cái quả vải thiều Lục Ngạn của tỉnh Bắc Giang, cũng là một tỉnh thành đang gặp rất là nhiều khó khăn cho cái việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm vải thiều của địa phương mình. Tiêu thụ nông sản thông qua sàn thương mại điện tử không chỉ tạo thói quen cho nông dân mà còn là chìa khóa quan trọng để nâng tầm giá trị sản phẩm của bà con trên thị trường. Bên cạnh đó, thông tin về sản phẩm cũng minh bạch hơn từ người bán đến người mua, qua đó góp phần làm giảm bớt sự lũng đoạn ở khâu trung gian. Một trong những yếu tố còn cản trở người dùng tiếp cận nông sản trên sàn thương mại điện tử chính là chất lượng, khi với sự trợ giúp của công nghệ, hình ảnh bị chỉnh sửa không đúng với sản phẩm. Nông sản thì vượt được qua cái rào cản về cái thời gian sử dụng cũng như là cái quy chuẩn về mặt chất lượng, thì cái uy tín thương hiệu của người bán thì mới có thể trở nên phổ biến ở trên Internet được. Cũng theo ông Minh, sử dụng các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada, Sendor, người tiêu dùng và nông dân đều có lợi.
khi sản phẩm đến tay nhanh hơn, chuỗi quản lý tối giản hơn và chất lượng nông sản cũng chính xác hơn. Khi đó, tương tác qua lại giữa người mua và người bán sản phẩm sẽ được định hình rõ nét, kể cả ưu điểm và thiếu sót, qua đó cũng giúp doanh nghiệp Việt tự cải thiện chất lượng hàng hóa. Về phía người tiêu dùng, con số 36% lượng đơn đặt hàng bị hủy bỏ cũng là một con số khá cao. Mà để cải thiện, các sàn thương mại điện tử đang nỗ lực với nhiều hình thức như livestream, quét mã QR truy xuất nguồn gốc hay trực tiếp hỗ trợ nông dân đóng gói và vận chuyển. Cùng hỗ trợ, cùng chuyển đổi là cách mà các sàn thương mại điện tử và người nông dân sẽ cùng nhau đi xa hơn. Và một khởi đầu đáng mừng đó là dù trong thời điểm dịch bệnh, những người dùng như là tôi đây sẽ không phải cùng với đồng nghiệp hay là hàng xóm của mình đi giải cứu nông sản như thời gian trước đây nữa, mà nhờ bà con đã dần quen với chuyển đổi số, với thương mại điện tử. Và tới đây, 15 phút của Sống Kết Nối của chúng tôi cũng xin được khép lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào 20 giờ 45 phút hàng ngày trên VTC1.